trò đểu của láng giềng Trung Quốc. Dân Việt Nam chết vì trồng khoai bán cho thương buôn Trung Quốc. Không phải đợi tới bấy giờ người Việt Nam mới biết những trò đểu của những anh con buôn láng giềng Trung Quốc. Những chuyện như mua móng bò với giá tưởng như không bao giờ có khiến người nông dân dùng biên giới điêu đứng vì làm thịt hết bò, không còn phương tiện để cày cấy sinh nhai. Chuyện lấy cớ này cớ kia để làm hàng đoàn xe vận tải chở dưa hấu, rau quả sang Trung Quốc bán, nằm la liệt ở cửa khẩu làm mọi thứ thối rữa chỉ còn nước đổ đi. Và đầy rẫy những chuyện như thế đã từng xảy ra. Ở đây, tôi tạm thời tổng kết lại những trò lừa đảo trên toàn lãnh thổ Việt Nam, mỗi nơi một khác. Không phải là đểu giặc mà là đểu có chính sách, có đường lối rõ ràng. Buồn một nỗi là người nông dân của Việt Nam vẫn chưa nhìn nhận ra trò đểu ấy không phải là đểu giặc mà là đểu có hệ thống. Bởi những trò đểu giặc dàn trải khắp nơi, bất cứ thứ gì dù là củ khoai, bụi khóm, dứa, nải chuối, trái dừa cho đến con cua cùng các loại hải sản, hạt gạo cũng bị bọn thương lái Trung Quốc dùng những thủ đoạn tinh quái lừa dân, không thể dùng chữ gì đúng hơn là cực đểu. Chính sách đểu có hệ thống này song song với những thủ đoạn gây hấn trên biển, thuê rừng trồng trọt để ăn sâu ở lâu, đồng thời quấy rối trên khắp các vùng thôn quê, Trung Quốc đã chứng tỏ dã tâm của mình đối với người bạn láng giềng Việt Nam. Điều đáng nói hơn nữa là các cấp chính quyền ở tất cả các địa phương cũng quá thờ ơ với những hành động xảo trá này. Nói đến tất cả các địa phương là nói đến cả nước, tức là có trách nhiệm của các bộ, các ngành có trách nhiệm ở cơ quan trung ương. Không thể xem như đó chỉ là những vấn đề riêng của từng địa phương mà không chịu nhìn ra đó là cả một chủ trương lớn, phá hoại ngấm ngầm nền kinh tế quốc gia, đẩy nông dân vào con đường đói rách lâu dài. Bọn thương lái Trung Quốc cứ việc âm thầm tung hoành, trong đó phải kể đến có sự tiếp tay đồng lõa của một số người Việt cũng tinh quái không kém. Tìm mọi kẽ hở của pháp luật chạy chọt cho bọn thương lái, lợi dụng đúng tâm lý, tình cảm, hoàn cảnh của người dân trong từng vùng nông thôn Việt Nam. Mỗi huyện, mỗi xã có nguồn sản xuất khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, chỉ người Việt Nam mới biết rõ tình hình vùng đó như thế nào. Những người Việt Nam hợp tác với bọn thương lái Trung Quốc hầu hết chỉ vì hám lợi, bị chúng lừa gạt. Nhưng cũng không thể không kể đến những kẻ nằm vùng, đi theo quan thầy Trung Quốc, biết rõ đó là cái bẫy song vẫn quay lưng lại phản bội đồng bào mình. Hãy thử nhìn qua vài thủ đoạn của bọn thương lái Trung Quốc trong một số thương vụ đểu tại khắp Trung Nam, Bắc Việt Nam. Đặt mua thật nhiều rồi biến. Thoạt tiên, các thương lái Trung Quốc thu mua khóm với giá cao, họ dỗ ngon dỗ ngọt rằng khóm ở nước họ không ngọt bằng khóm ở những vùng nhiễm phèn nặng như khu vực Đồng Tháp 10 cho nên đắt họ cũng mua. Ông Nguyễn Tấn Hoàng ở thị trấn Mỹ Phước cho biết thương lái Trung Quốc không cần đợi khóm chín mà còn xanh cũng mua, miễn to là được. Nhiều thương lái Trung Quốc xuất hiện mua khóm loại 1 từ 1 kg trái trở lên với giá 4.000 đồng trên kg. Thấy dễ kiếm lời, một chủ dựa khóm ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước đã thu gom được 2 container hơn 42 tấn để bán lại cho thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, thương lái Trung Quốc không mua nữa với lý do có tình trạng khóm nhỏ dưới 1 kg trái trộn vào khóm loại 1. Ông Thuận, một người thu gom khóm, than thở, các thương lái Trung Quốc chỉ đặt cọc 10 triệu đồng mà yêu cầu chúng tôi thu gom cả container khóm. Giờ họ đi rồi thì biết bán cho ai. Rất nhiều người chạy đôn đáo khắp vùng Tân Phước hỏi mua khóm loại 1 để xuất khẩu sang Trung Quốc và cũng bị các thương lái Trung Quốc chơi khăm khi biến mất mà không có lý do. Hơn thế, trong những ngày thương lái Trung Quốc thu mua khóm, số khóm nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến như công ty rau quả Tiền Giang giảm tới 50%, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất. Khi bị thương lái Trung Quốc lật lọng thì những người thu gom khóm lâm vào cảnh dở khóc dở cười, còn nông dân cũng méo mặt vì trước đó đã thu hoạch khóm xanh, chưa chín, để bán. Có khi nhà máy đành ngồi chơi đợi nguyên liệu. Ác ý của bọn thương lái này thật rõ ràng. Lừa cả nông dân, làm hại cả nhà máy, sao không cơ quan nào biết nhỉ? Thu mua cua, hải sản và khoai lang, chuối già cũng với chiêu độc đó. Tại Đà Nẵng xuất hiện các thương lái người Trung Quốc trực tiếp đi thu mua hải sản của ngư dân địa phương với giá cao,
sau đó thuê nhân công sơ chế rồi vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Họ mua cả tôm bơm tạp chất. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, hầu hết các thương lái Trung Quốc một đi không trở lại, khiến cho giá các mặt hàng hải sản bị rớt thê thảm. Ngồi chờ các ông chủ Trung Quốc đến mua, mỏi mòn như hòn giọng phu, đành bán tống bán tháo vậy, không bán được, khóm hư thối thì thả trôi sông. Hàng chục thương lái Trung Quốc đang núp bóng khách du lịch thu mua cua ở Cà Mau, và có người đã bỏ trốn, mang theo số nợ tiền tỷ của nông dân địa phương. Ngày 6 tháng 5, Công an thị trấn Nam Căn, Cà Mau cho biết hiện đã có nhiều đơn tố cáo đối với Quang Duan Mây, tự A Kiều, sinh năm 1974. Một thương lái quốc tịch Trung Quốc đến địa phương thu mua cua và biến mất cùng món nợ hơn 10 tỷ đồng. Những thương lái Trung Quốc đến mua cua ở huyện Nam Căn, Cà Mau. Riêng ở địa bàn huyện Nam Căn hiện có 20 thương lái Trung Quốc, chưa tính những thương lái đến đi không trình báo, có lúc lên đến 60 đến 70 người, và họ đều sử dụng hộ chiếu du lịch, tạm trú rồi đi thu mua cua. Ở huyện Cái Bè, Tiền Giang, nhiều người đã vào tận nhà vườn thu mua chuối già với giá cao để xuất khẩu qua Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng chỉ thu mua được một thời gian rất ngắn rồi bỏ, gây tổn thất lớn cho nhà vườn vì đã đốn bỏ các cây ăn trái để trồng chuối. Vườn đã mất hoa màu, phải làm lại từ đầu. Vốn liếng ít, lại đi vay nợ, đói rách trong một thời gian lâu dài vì trồng cây ăn trái vài năm mới mong có lời. Thâm độc đến thế là cùng. Cách thống trị thị trường ngay tại quê hương dừa Bến Tre. Ban đầu các thương lái Trung Quốc đến từng gia đình sản xuất mua thạch dừa thô với giá cao. Họ mở đại lý thu mua ồ ạt, dẫn đến cơn sốt thạch dừa tại địa phương. Thấy có lời, nhiều người dân bắt đầu học hỏi quy trình để làm thạch dừa xuất khẩu, khiến nhiều cơ sở sản xuất thạch dừa thành phẩm ở Bến Tre phải điêu đứng vì không có thạch thô để chế biến. Chỉ trong một thời gian ngắn, thương lái Trung Quốc đã thống lĩnh thị trường thạch dừa ở Bến Tre. Ngay sau khi chi phối thị trường, thương lái Trung Quốc hạ giá thạch dừa xuống tận đáy. Từ chỗ mua thạch thô giá 3.950 đồng trên kg, đến nay họ đã hạ giá chỉ còn 1.300 đồng trên kg. Đến lúc này, người sản xuất thạch dừa ở Bến Tre rơi vào thế sống dở chết dở vì lỡ đầu tư sản xuất rồi, làm ra hàng quá không biết bán cho ai, vậy sản xuất làm gì đây? Trong một ngày, Chủ tịch xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre phải ký trên 30 đơn xin tạm nghỉ kinh doanh của các nhà sản xuất thạch dừa trong xã với lý do không tiêu thụ được sản phẩm. Trước đó, xã này có 17 cơ sở khác xin nghỉ. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, địa phương nổi tiếng với mặt hàng thạch dừa chỉ còn 20/67 hoạt động, tức là có đến 70% cơ sở chết đứng. Không chỉ Mỹ Thạnh An, người sản xuất thạch dừa tại nhiều địa phương ở Bến Tre cũng lao đao bởi giá thạch dừa xuống thấp, rơi vào cảnh lỗ lã do bị ép giá, làm mất uy tín thương hiệu quốc gia. Sau một loạt các hành vi cạnh tranh thương mại xảo quyệt trong nông, lâm và thủy hải sản, và gần đây nhất các thương nhân Trung Quốc lại đang tiếp tục làm ảnh hưởng đến mặt hàng gạo, mặt hàng sản xuất chủ lực của Việt Nam. Thu mua lúa xuất khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long. Thương lái Trung Quốc xúi doanh nghiệp trong nước làm ăn gian lận, trộn gạo thường với gạo thơm rồi bán với giá gạo thơm. Họ mang ra bán ở các nước khác với tên gạo Việt Nam. Ngay cả mặt hàng rất mạnh của Việt Nam là cà phê, hạt điều cũng bị con buôn Trung Quốc lũng đoạn. Đến mức này thì câu chuyện không còn dừng lại ở việc buôn gian, bán lận mà là vấn đề uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, của gạo Việt Nam trên thế giới. Bởi Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Làm mất uy tín thương hiệu của Việt Nam là đánh một đòn rất nặng vào nền kinh tế của Việt Nam. Đến trò cắm chốt còn ngoạn mục hơn. Ngoài những trò mua bán đểu, dư luận hiện nay cũng đã và đang còn ầm ĩ về vụ người Trung Quốc cắm chốt ở Việt Nam mà các cơ quan đều không biết. Hẳn chúng ta chưa quên vụ hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc chui tại công trình nhà máy đạm Cà Mau và hơn 200 lao động Trung Quốc có mặt tại khu công nghiệp Long Giang thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, làm hư con gái mới lớn và quyến rũ cả một số cô đã có chồng, làm tan nát nhiều gia đình đang êm ấm khiến quê nghèo trở nên xáo trộn.
Nay lại đến chuyện người Trung Quốc nuôi cá bè ở Phú Yên và Cam Ranh. Xin nói đến chuyện ở Phú Yên trước. Ông Trần Xuân Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Nam thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết vì Dũng Rô là dùng được quy hoạch mở rộng cảng và phát triển công nghiệp quá giàu nên không có tổ chức, cá nhân nào được cấp phép nuôi trồng thủy sản. Còn ông Phạm Minh Chu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa, khẳng định Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa cũng không cấp phép nuôi trồng thủy sản và cho thuê mặt nước ở Dũng Rô đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Vậy tại sao lại có những người Trung Quốc ung dung làm bè nuôi cá tại vùng cấm địa này? Họ từ trên trời rơi xuống à? Dùng người Việt làm lá chắn. Việc xuất hiện những bè nuôi cá của người Trung Quốc ở Dũng Rô từ gần 10 năm nay đã gây nhiều bất bình đối với người dân địa phương. Khi tàu thuyền của ngư dân chạy gần bè cá của người Trung Quốc thì lập tức bị nhân công dọa đánh. Thật ra từ năm 2005 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã cấp phép hoạt động cho 10 người Trung Quốc với vai trò chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá mú và cá bóp ở Dũng Rô. Tuy nhiên, ông Đào Thái Cường, trưởng thôn Dũng Rô, cho biết những chuyên gia này chính là chủ của các cơ sở nuôi cá mú và cá bóp với quy mô lớn tại đây. Ông Cường tiết lộ, họ đã thuê người Việt Nam đứng tên lập doanh nghiệp để nuôi cá. Theo ông Cường, có tất cả 5 bè cá tại bãi Chùa, bãi Hương và bãi Lao, thôn Dũng Rô, do người Trung Quốc làm chủ với quy mô mỗi bè từ 100 đến 200 lồng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Nam, ngoài một số cơ sở tư nhân có chuyên gia Trung Quốc đứng đằng sau, còn 3 doanh nghiệp Việt Nam nuôi thủy sản tại Dũng Rô do người Trung Quốc trông coi là công ty Thuận Thành, doanh nghiệp tư nhân Mỹ Ngọc và doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tính. Các doanh nghiệp và cá nhân này nuôi thủy sản trái phép ở Dũng Rô 7 năm nay nhưng chính quyền địa phương lại làm ngơ. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Nam giải thích vì không được cấp phép nên Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Nam không thể quản lý, thu thuế đối với các doanh nghiệp và cá nhân này. Như vậy là tỉnh Phú Yên cấp giấy phép tràn lan, còn cái mác chuyên gia chỉ là vỏ bọc cho những ông chủ Trung Quốc ung dung nuôi cá. Địa phương không quản lý được. Người Việt giúp người Trung Quốc như thế nào? Công ty Thuận Hoàng do bà Bùi Thị Bích Ly làm giám đốc đã đầu tư bè nuôi hơn 100 lồng cá ở vùng biển Dũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, Hát, Đông Hòa, Phú Yên. Theo bà Ly, trước đây bà chỉ xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép cho em rể là người Đài Loan làm hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá mú, cá bóp trên bè của bà tại Dũng Rô. Nhưng khi phóng viên đưa ra thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép cho hai người Trung Quốc là ông Chen Po, Dui, 26 tuổi, và Liu Chen, Han, 29 tuổi, vào năm 2010, thì bà Ly thừa nhận là đã xin giúp cho hai người này để được vào khu vực Dũng Rô, chứ không phải là công ty của bà thuê. Bà Ly nói, công ty của tôi chỉ xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép giúp cho họ làm việc tại vùng biển Dũng Rô nên không có trả lương hay tiền công gì cả. Tôi chỉ giúp họ mà thôi. Ngoài ra, bà Ly còn thừa nhận cũng trong năm 2010 đã làm thủ tục xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép cho ông Sung Cung Tiền, 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, làm hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá mú cho công ty, nhưng thực chất nhằm giúp ông này có giấy phép hoạt động nuôi thủy sản tại Dũng Rô. Rõ ràng, ba người Trung Quốc này không phải là chuyên gia kỹ thuật mà chỉ là những người được công ty Thuận Hoàng xin cấp phép hộ để vào Dũng Rô nuôi cá. Lồng bè nuôi cá của người Trung Quốc tại Phú Yên. Khi hỏi, họ không phải là người do công ty của bà thuê nhưng tại sao lại làm thủ tục xin Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép? Bà Ly quơ tay, đây là chuyện tế nhị, tôi không nói được. Chuyện tế nhị là chuyện gì, chắc bạn đọc thừa biết rồi. Đó là con đường dòng dèo giữa sự móc nối, có đi có lại của kẻ xin và người có quyền cho, xảy ra hà rầm tại Việt Nam. Tại vịnh Cam Ranh, người Trung Quốc cũng đóng bè nuôi cá. Việc xảy ra từ nhiều năm rồi, đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh kiểm tra và báo cáo về nội dung liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Trước đó, tại địa phương này đã xuất hiện tình trạng một số người Trung Quốc làm lồng bè nuôi cá gần cảng Cam Ranh của vùng 4 hải quân từ nhiều năm nay.
Theo người dân ở đây, bè cá của người Trung Quốc cách cảng Cam Ranh dài trăm mét về phía đông bắc với gần 100 lồng nuôi. Ông Lê Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa, khi đi thanh tra môi trường trên các lồng bè ở thành phố Cam Ranh, cơ quan này đã phát hiện nhiều sai phạm tại một lồng bè của người Trung Quốc. Ông Dũng cho phóng viên báo chí biết, chủ bè đã không trả lời được câu hỏi cá giống lấy từ đâu, hàm lượng thức ăn ra sao, có được phép lưu hành tại Việt Nam không. Quan chức đầu tỉnh đọc báo mới giật mình. Cho đến nay, những người có trách nhiệm tại Phú Yên và Cam Ranh còn loanh quanh đổ lỗi cho nhau. Ủy ban Nhân dân tỉnh nói là theo đề nghị của các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Còn việc để xảy ra tình trạng người Trung Quốc nuôi cá trái phép, có thể có sự tham mưu của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên. Thế nhưng, ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phú Yên, phủ nhận, chưa từng thấy giấy tờ nào gửi đến Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị cấp phép hoạt động cho các chuyên gia Trung Quốc nuôi trồng thủy sản ở Dũng Rô. Cứ đổ lỗi loanh quanh như thế nên chẳng anh nào có lỗi cả. Và đến nay các tỉnh và thành phố này lại đang ca bài sẽ kiểm tra và xử lý. Một bè cá lớn của người Trung Quốc tại Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. Xin hãy đọc câu trả lời của ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên, với phóng viên báo chí vào chiều ngày 6 tháng 6 vừa qua. Ông Việt nói, làm không đúng thì phải xử lý. Nói thật, tôi cũng giật mình khi đọc báo thấy có chuyện này. Những bè cá của người Trung Quốc to tướng sờ sờ trước mặt hàng chục năm mà quan chức tỉnh đọc báo mới giật mình thì lạ thật. Đến đây tôi xin nhường cho ý kiến bày tỏ nỗi bất bình của người dân. Bạn Bình Bể viết trên báo Người Lao Động. Một căn nhà nhỏ trong hẻm sâu, gia chủ chỉ cần thuê công nhân sửa chữa nhỏ, lập tức có nhân viên của phường, thành phố đến làm việc ngay. Một căn nhà bề thế trên một con đường lớn công nhân đang xây dựng tấp nập. Ấy vậy mà khi báo chí lên tiếng có vấn đề thì từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn đều ú a, ú ớ như người còn đang mê ngủ chẳng biết gì. Chuyện này cũng vậy. Mấy cái bè nuôi cá to đùng, to hơn cả mấy cái bè của chủ nhà, của ông bạn hàng xóm ngang nhiên đem vào đất nhà mình để khai thác, rồi tự tiện đem tàu đến thu hoạch trước mũi chủ nhà, vậy mà vẫn im lặng như tờ. Đến khi báo chí phát hiện, phanh phui thì lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, rồi thì ông đổ cho bà bảo tại ông. Bạn Nguyễn Văn Vũ viết trên báo Thanh Niên. Lại một quả bom nữa được gài, chỉ thấy tội cho các cấp quản lý của mình là rất ngây thơ. Tràn lan nông sản Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Rau có hàm lượng thuốc trừ sâu tồn dư gấp 8 lần mức cho phép, cần cẩn trọng khi mua. Xin chào quý vị. Tình trạng nông sản Trung Quốc được gắn mác hàng Việt không chỉ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe do chất lượng sản phẩm không được kiểm soát chặt chẽ. Người tiêu dùng cần trở nên thông thái hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định bởi các cơ quan có thẩm quyền. Chính quyền và các tổ chức liên quan cũng cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Việc phát triển và hỗ trợ nông sản trong nước cũng là một bước đi thiết yếu nhằm đảm bảo an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm nông sản xuất xứ không rõ ràng nhưng lại được quảng bá là sản phẩm Việt Nam. Điều này đã gây hoang mang cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tới thương hiệu nông sản Việt. Thời điểm này, tại hệ thống chợ dân sinh và trên các hội nhóm của mạng xã hội Facebook, Zalo bày bán khá nhiều sản phẩm cải mầm đá với giá rẻ từ 30.000, 35.000 đồng 1kg và được quảng bá là hàng chính gốc Sapa. Thế nhưng theo một chủ sạp kinh doanh rau quả tại chợ đầu mối phía Nam, cải mầm đá giá rẻ bày bán tại Hà Nội chủ yếu là hàng Côn Minh, Trung Quốc, đưa vào Việt Nam tại cửa khẩu Lào Cai chứ không phải hàng Sapa. Diện tích trồng cải mầm đá tại Bắc Hà và Sapa chỉ khoảng 10 hectare và đã sắp hết mùa thu hoạch nên giá bán tại đây dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng trên kg, không có giá rẻ như các tiểu thương quảng cáo. Tương tự,
Mặt hàng hoa quả cũng trong tình trạng này tương tự khi nhiều tiểu thương bày bán mặt hàng táo đá Hà Giang, nho Ninh Thuận với giá khá rẻ chỉ 15.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, Hà Nội, anh Nguyễn Phương Bắc, một chủ đại lý cung cấp hoa quả cho biết, mặt hàng được gọi là táo đá Hà Giang thực chất là hàng nhập từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, mặt hàng này đã được tiểu thương gắn mác táo Hà Giang để lấy lòng người mua. Chia sẻ việc sản phẩm nho Trung Quốc mạo danh nho Ninh Thuận, chủ trang trại nho Ba Mọi, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, Nguyễn Văn Mọi cho rằng, thời gian gần đây, nho Ninh Thuận bị nho Trung Quốc mạo danh. Riêng về giá bán, nếu chỉ 20.000 đến 30.000 một kg là không có, bởi ngay đối với nho loại 2, loại 3, thương lái đã mua tại vườn với giá 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg, còn nho loại 1 phải từ 50.000 đồng 1 kg. Riêng đối với thương hiệu nho Ba Mọi, trang trại chỉ phân phối tại hệ thống các siêu thị như Coopmart, Bixi, Winmart. Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường, Quản lý Thị trường Hà Nội cho thấy, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số nông sản, thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán trên thị trường dưới tên gọi của sản phẩm cùng loại với nông sản Việt Nam như nho Ninh Thuận, khoai tây Đà Lạt, cá tầm và cải mầm đá Sapa hoặc dán nhãn mác hàng Việt, đánh lừa người tiêu dùng. Ngày 12 tháng 4, đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra hộ kinh doanh trái cây tại địa chỉ số 9 Hồng Hà, phường Yên Phụ, Tây Hồ, đã phát hiện hộ này đang kinh doanh 450 kg cam có xuất xứ từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Chủ cửa hàng thừa nhận số lượng cam này sẽ núp bóng nông sản Việt để tiêu thụ. Pháp lý chưa theo kịp thực tế. Thông tin về những thủ đoạn nông sản ngoại núp bóng hàng Việt để tiêu thụ, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên cho biết, việc nông sản ngoại đội lốt hàng Việt Nam đang diễn ra với hai hình thức. Cụ thể, hàng nước ngoài nhập khẩu sau đó trộn cùng với nông sản Việt Nam để bán ra thị trường hoặc thay mác thành hàng Việt Nam. Hiện tượng đội lốt nói trên là một hình thức gian lận thương mại trong kinh doanh. Theo các chuyên gia kinh tế, sở dĩ có tình trạng này là do các quy định của pháp luật còn nhiều lỗ hổng, chưa theo kịp thực tế, thiếu các quy định nhận diện hàng Việt. Nguyên Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Vũ Thị Hậu nêu rõ, hiện các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa không yêu cầu thương nhân phải ghi nhãn hàng hóa đối với nông sản và thủy sản bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Đồng thời, các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc chưa được áp dụng một cách toàn diện và triệt để đối với nông sản, thủy sản. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có đưa ra các quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm. Nhưng quy định này chỉ áp dụng đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn thì thương nhân mới phải thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc với thực phẩm, bà Hậu dẫn chứng. Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Nguyễn Đức Lê chia sẻ, mặc dù pháp luật đã có các quy định chi tiết về cách xác định một sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt Nam, tuy nhiên, các quy định này mới được áp dụng cho hàng xuất khẩu, không áp dụng đối với các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa. Do vậy, trong rất nhiều trường hợp, nhất là mặt hàng nông sản, các cơ quan chức năng không biết phải căn cứ vào quy định nào để xác định đó có phải là nông sản Việt Nam hay không. Để giải quyết những bất cập trên, vừa qua Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát các quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với nông thủy sản tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Giao Bộ Công Thương xây dựng văn bản quy định như thế nào là sản phẩm Việt Nam áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong nước. Bên cạnh đó, giao Bộ Y tế rà soát lại các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, để kiểm soát truy xuất nguồn gốc đạt hiệu quả, cơ quan chức năng phải quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thương mại biên giới như hải quan, biên phòng, tiếp đến là lực lượng quản lý thị trường trong nước. Làm được như vậy mới kiểm soát được việc ghi nhãn mác hàng hóa. Nhằm tăng cường kiểm soát,
xóa sổ điểm kinh doanh nông sản trôi nổi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 294/KHUBND triển khai đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trong năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trái cây lưu thông trên địa bàn về nguồn gốc xuất xứ, từ đó xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Rau cải Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu gấp 8 lần cho phép. Thưa quý vị, kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau, củ, quả Trung Quốc tại thị trường Nghệ An phát hiện rau cải có hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư gấp 8 lần mức cho phép. Đáng lo là khắp các thị trường từ nông thôn tới thành thị, các mặt hàng rau, củ quả Trung Quốc vẫn đang áp đảo. 5 trên 6 mẫu rau quả Trung Quốc tồn dư thuốc. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An cho biết, thành phố Vinh đã thành lập đoàn liên ngành do lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng như y tế, tổ chức đợt kiểm tra các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả tại các chợ và các siêu thị. Theo đó, vào ngày 4 tháng 6, tại chợ đầu mối nông sản thành phố Vinh, lực lượng liên ngành đã lấy 6 mẫu rau, củ, quả để thử nghiệm. Sau quá trình kiểm tra, trong 6 mặt hàng gồm rau cải, táo Trung Quốc, hành và các loại tỏi, có tới 5 mẫu tồn dư các loại thuốc bảo quản hoặc thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ đối với các mặt hàng rau củ quả này. Kết quả phân tích, giám định tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản dùng một thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản cho thấy, riêng mẫu rau cải có hoạt chất sipermethrin, một hoạt chất dùng phòng trừ sâu trên cây trồng, là 0,79mg trên kg, cao gấp 8 lần mức cho phép. Đây là một hoạt chất được ngành nông nghiệp xếp vào nhóm độc hại. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ năm 2012 đã cấm sử dụng các loại thuốc có hoạt chất này trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, Cục Bảo vệ Thực vật cũng khuyến cáo không sử dụng các loại thuốc có hoạt chất này trong sản xuất rau quả an toàn. Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, nông sản Trung Quốc từ khá lâu đã chiếm lĩnh thị trường Nghệ An, đặc biệt là mặt hàng hành và tỏi khô. Đối với rau xanh, lượng nhập ít hơn vì Nghệ An cũng là nơi sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, rau xanh sản xuất theo mùa vụ, thời điểm này các loại rau cải đều không trồng được ở trên địa bàn tỉnh do nền nhiệt độ cao, khó kiểm soát, người tiêu dùng lĩnh đủ. Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 Lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là nhập khẩu hành và tỏi khô từ Trung Quốc, còn rau và quả tươi chủ yếu nhập qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, trong năm 2015, các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn đã nhập về 2.573 lô tỏi, khối lượng 86.931 tấn, hành củ nhập 989 lô, khối lượng 30.611 tấn, hành tây 2.067 lô, khối lượng 74.659 tấn, khoai tây 908 lô, khối lượng 34.329 tấn. Trong những tháng đầu năm 2016, trung bình mỗi ngày nhập khoảng 150 tấn tỏi, 50 tấn hành củ, 80 tấn hành tây và 50 tấn khoai tây. Mùa vụ nhập khẩu chủ yếu các loại nông sản này là tháng 5, 6 và tháng 7 hàng năm. Nghệ An không phải là địa phương đầu tiên phát hiện rau cải có nguồn gốc từ Trung Quốc tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho phép. Trước đó, hàng loạt các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh qua kiểm tra cũng đã phát hiện nhiều mặt hàng nông sản của Trung Quốc mất an toàn như chanh, cà chua, lê, cải thảo, mặc dù phía Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết quy chế an toàn khi xuất khẩu nông sản, nhưng quy chế này vẫn nặng về hình thức. Do cơ chế, hàng rào kỹ thuật trong nước còn bất cập, nhiều tồn tại nên chưa thể thực thi chặt chẽ. Đáng nói, trong suốt một thời gian dài, việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cửa khẩu đều bằng cảm quan. Mặt hàng rau, củ quả đều thuộc diện hàng ưu tiên nên cán bộ chỉ kiểm tra bằng cảm quan và cho thông quan. Đặc biệt,
một lượng không nhỏ còn được vận chuyển qua các con đường tiểu ngạch, nên việc kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ gốc là khá khó khăn, một cán bộ kiểm dịch cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn cho biết. Theo đó, với các lô hàng nông sản, lực lượng chức năng phần lớn chỉ lấy mẫu kiểm tra đột xuất, nhưng cũng chỉ là kiểm tra nhanh. Theo Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 Lạng Sơn, muốn kiểm tra sâu các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm như thuốc bảo quản, thuốc trừ sâu thì phải gửi về các trung tâm ở Hà Nội. Sau 3 đến 5 ngày mới có kết quả phân tích thì các lô hàng rau, củ quả đã tiêu thụ hết. Đặc biệt, do việc kiểm soát lưu thông trong nước chưa chặt chẽ, hàng hóa từ cửa khẩu về rồi phân phối tự do nên cũng không thể thu hồi được lô hàng nếu có vấn đề. Cách chọn trái cây nhập khẩu an toàn và chất lượng cho gia đình. Nhiều người ưa chuộng sử dụng trái cây nhập khẩu và lựa chọn theo cảm quan. Vậy làm sao để chọn được hoa quả nhập khẩu chất lượng, an toàn? Chú ý xem tem nhãn. Đối với các loại trái cây nhập khẩu có 4 chữ số, bắt đầu từ số 3 đầu tiên là những loại trái cây được xử lý bằng bức xạ ion hóa để khử trùng. Chính vì thế, khi mua về, bạn phải rửa thật kỹ trước khi ăn. Với loại mã bắt đầu từ số 4 đầu tiên, sẽ được trồng bằng phương thức truyền thống, tức là vẫn sử dụng thuốc trừ sâu và trồng trọt thu hoạch ít sử dụng đến công nghệ. Vì thế, khi rửa ngoài rửa nhiều lần bằng nước, cần phải ngâm nước muối, gọt vỏ trước khi ăn. Còn các loại tem nhãn 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8 là những dòng sản phẩm bị biến đổi gen. Hiện nay chưa có nghiên cứu nào cho thấy sản phẩm biến đổi gen sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nhưng là một người tiêu dùng thông minh, bạn cũng nên cân nhắc chất lượng cũng như cách bảo quản những loại trái cây này. Dòng trái cây bắt đầu bằng số 9 là loại được trồng theo hình thức hữu cơ, trồng bằng hạt giống truyền thống nên giá những loại này thường cao gấp 3 so với các trái cây nhập khẩu khác. Nên mua ở những địa chỉ uy tín. Bạn nên mua trái cây nhập khẩu ở các siêu thị lớn có tên tuổi hoặc ở cái cửa hàng trái cây nhập khẩu để đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng của trái cây nhập khẩu. Tiếp theo chương trình xin hướng dẫn quý vị những cách phân biệt rau Việt Nam với Trung Quốc. Bên cạnh rau chính vụ, mùa nào thức nấy, giờ mọi người dễ dàng mua được các loại rau trái vụ, như mùa hè vẫn có bắp cải hay đông đến rồi mà vẫn có rau muống để ăn. Dưới đây là những loại rau củ chính vụ trong mùa đông và cách phân biệt với rau Trung Quốc, các bà nội trợ có thể tham khảo. 1. Bắp cải. Bắp cải được trồng chính vụ đông xuân vào tháng 11, 12, kéo dài đến tháng 2 dương lịch năm sau. Nhưng loại rau này giờ được bày bán quanh năm, mùa hè cũng có thể mua nhờ một số vùng ở Việt Nam có thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, số lượng không nhiều. Trên thị trường chủ yếu là các loại bắp cải Trung Quốc được nhập về. Bắp cải Trung Quốc thường tròn, lá ngoài màu xanh sẫm, bút cuốn chặt, giòn, thường không bị dập, xước, khi ăn có vị nhạt. Trong khi đó, bắp cải Việt Nam bẹ, to gấp 2 đến 3 lần bắp cải Trung Quốc, lá cuốn không quá chặt và bẹ ngoài màu xanh nhạt, ăn có vị đậm đà ngọt miệng. 2. Súp lơ. Súp lơ là loại rau được coi là siêu thực phẩm bởi có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng, cực tốt cho người bị tiểu đường. Vào mùa hè, dù không bày bán nhiều nhưng người dân vẫn có thể tìm mua được súp lơ để ăn. Song, súp lơ vốn là rau chính vụ được trồng từ tháng 9, 10, 11. Ăn súp lơ vào mùa đông sẽ giảm nguy cơ độc hại hơn những mùa khác do khí hậu lạnh, cây súp lơ sinh trưởng tốt. Để mua đúng súp lơ Việt Nam, nên chọn súp lơ sần sùi, không đều nhau, không đẹp mắt, cuốn dài nhạt màu và nhiều lá. Súp lơ Trung Quốc thường có bút to, đều nhau, dính chắc, phần thân bị cắt ngắn. Khi ăn, súp lơ Việt Nam có mùi thơm nhẹ trong khi súp lơ Trung Quốc thường không có mùi. 3. Su hào. Nằm trong danh sách các loại rau vụ đông, su hào được gieo trồng từ tháng 9 đến hết tháng 10 bởi khi ấy, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, rất thích hợp với loại rau củ này. Nhiều người dân không chuyên còn trồng su hào xen lẫn bắp cải trong vườn để tự cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình. Vào chính vụ mùa đông, su hào ít sơ, củ non giá lại rất rẻ,
2.000 đến 5.000 đồng một củ. Phân biệt su hào Trung Quốc và su hào Việt Nam cũng không quá khó. Su hào Việt Nam củ nhỏ, không tròn đều hoặc hơi méo, to nhỏ khác nhau, hay bám bùn đất, còn nhiều lá. Su hào Trung Quốc lại to tròn, dẹt như bánh xe, các củ đều nhau tăm tắp, trờ vỏ trơn láng, mát tay. 4. Rau su su. Rau su su là đặc sản của nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc như Tam Đảo, Sapa, Lạng Sơn, bởi khí hậu những nơi này mát mẻ quanh năm, nhiệt độ thấp hơn đồng bằng. Tuy nhiên, vào mùa đông rau su su phát triển tốt hơn, ngọn to, mập. Còn mùa hè, sâu bệnh nhiều, rau chậm lớn nên người dân phải bón phân và thỉnh thoảng phải phun thuốc. Theo đó, mùa đông rau su su sẽ ngon hơn mùa hè và người dân có thể yên tâm ăn. 5. Các loại rau cải. Cải chít, cải son, cải ngồng, cải đắng hay cải ngọt, cải cúc, tất cả những loại rau họ cải có đặc tính mát, nhiều vitamin, thanh nhiệt cực tốt. Rau cải được trồng quanh năm, song vào trái vụ, muốn rau cải phát triển tốt, không sâu bệnh và xanh mướt mát, ngon mắt, người trồng có thể phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng sâu bệnh. Tuy nhiên, nếu rau cải được trồng trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11, đông xuân, tức vào chính vụ, thì cải sẽ phát triển tốt, cho năng suất cao mà không cần dùng đến thuốc. Khi đó, người mua sẽ giảm được nguy cơ nhiễm độc bởi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. 6. Khoai tây. Khoai tây chính vụ ở đồng bằng Bắc Bộ được trồng từ cuối tháng 10, đầu tháng 11, thu hoạch cuối tháng 1, đầu tháng 2. Lúc này, khí hậu phù hợp với thổ nhưỡng, khoai tây dễ dàng phát triển, cho năng suất thu hoạch cao. Khoai tây Việt Nam tròn, da vàng đẹp, củ nhỏ, nếu trồng ở các vùng miền Bắc thì thường được vận chuyển gần, bán ngay sau khi thu hoạch nên vỏ hay dính nhiều bụi đất. Đối với khoai tây Đà Lạt vận chuyển đến các vùng khác, do vỏ mỏng nên thường bị trầy xước bên ngoài. Khoai tây Trung Quốc dẹt, có lớp vỏ ngoài dai, không bị trầy xước, màu trắng, kích cỡ củ rất đều, củ thường dài, dẹp, vỏ khoai trơn bóng, ít trầy xước. 7. Cà rốt. Cà rốt là cây chịu lạnh nên được trồng ở Đà Lạt quanh năm, nhưng chính vụ gieo trồng từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12, thu hoạch quanh Tết âm lịch. Cà rốt nhập về từ Trung Quốc thường bị tẩy lớp vỏ mỏng bên ngoài, củ dài và đã cắt bỏ cuống. Cà rốt Việt Nam thì lớp vỏ mỏng bên ngoài vẫn còn nguyên và cuống xanh để dài. Tiếp theo chương trình xin hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt trái cây Trung Quốc và trái cây Việt Nam. 1. Quýt. Quýt Việt Nam, bạn sẽ thấy lớp vỏ có màu vàng mỡ gà, thường hay bị nám vì chịu nắng gắt và nhìn không được bắt mắt. Kích thước quả quýt trông nhỏ và không đều giữa các trái. Lớp vỏ mỏng cùng với phần muối bên trong còn nguyên dạng, không bị sọt. Vị chua dịu, thanh và có hương thơm tự nhiên. Quýt Trung Quốc, bạn sẽ thấy lớp vỏ có màu vàng tươi bắt mắt, láng bóng và dường như không có dấu hiệu bị dập nát. Hình dạng quả dẹt và kích thước đồng đều. Lớp vỏ khá dày, khi bóc ra thường thấy đầu muối hay bị khô và xốp, không mọng nước. Thậm chí lớp vỏ còn tươi trong khi bên trong muối có dấu hiệu bị dập nát. Vị ngọt đậm, hắc và nếu để lâu thì quýt có vị hơi đắng, thoảng mùi hóa chất. 2. Lựu. Lựu Việt Nam, lớp vỏ thường có màu xanh và dần chuyển sang màu đỏ khi chín, da sần sùi hoặc bị xỉn màu, hơi nám. Kích thước quả lựu nhỏ nhưng có nhiều hạt bên trong, màu hạt có màu đỏ nhạt và nhiều nước. Vị ngọt mát, thanh và thơm tự nhiên. Lựu Trung Quốc, lớp vỏ ngoài căng bóng, nhẵn mịn và có màu trắng hồng. Kích thước quả to hơn lựu Việt Nam nhưng khi bổ ra thường hay bị chảy nước. Hạt có màu đỏ sậm bắt mắt, trông đều, mềm và có thể bở, thậm chí là bị hỏng bên trong. Vị ngọt đậm hoặc nhạt, không có mùi thơm đặc trưng và thỉnh thoảng ngửi được mùi hắc do hóa chất. 3. Nhãn. Tùy theo giống nhãn, bạn linh hoạt trong cách nhận biết để chọn được những trái nhãn ngon nhất. Chẳng hạn, nhãn Việt Nam, với nhãn lồng Hưng Yên, Việt Nam, lớp vỏ có màu vàng sậm, hơi sần gai và dày, trông tươi lâu.
kích thước quả to với phần cùi thịt bên trong thì dày, khô ráo nhưng mọng nước và hạt nhỏ, vị thơm ngọt như đường phèn. Nhãn Trung Quốc. Với nhãn Trung Quốc, lớp vỏ nhạt màu, nhẵn và mỏng cùng với phần cùi thịt bên trong dày nhưng hạt to, vị ngọt nhạt và không có hương thơm đặc trưng. Thậm chí, vỏ thường có dấu hiệu nhanh thâm và bị thối. 4. Nho. Nhắc đến nho Việt Nam, bạn có thể nghĩ ngay đến các loại giống nho được trồng ở Phan Rang, Ninh Thuận qua cách nhận biết như sau. Nho Việt Nam. Với nho đỏ Việt Nam, kích thước quả to bằng đầu ngón tay cái, lớp vỏ mỏng và có màu đỏ tươi cho đến màu đỏ đậm. Các quả mọc thành chùm có hình dạng thon dài và các trái gần khít với nhau, sung xuê trông rất đã mắt, vị chua ngọt đặc trưng hoặc ngọt nhẹ. Nho Trung Quốc. Với nho Trung Quốc, kích thước quả gấp đôi so với nho đỏ Việt Nam, lớp vỏ thì dày và chỉ có màu đỏ nhạt khi chín cùng với những lốm đốm trắng trên vỏ quả. Chùm quả nho nhìn không sung xuê và giữa những trái nho mọc rời với nhau. Quả thường hay mềm, khi bỏ tủ lạnh sau thời gian thì phần thịt có xu hướng bị bở, vị ngọt gắt. 5. Cam. Với cam Vinh, Việt Nam, bạn sẽ trông thấy quả tròn, kích thước nhỏ cùng với lớp vỏ trông giống bị nám, màu xanh vàng và nhìn không được đẹp mắt. Cam Trung Quốc. Với cam Trung Quốc, quả có kích thước to và tròn đều, màu sắc vỏ quả có màu vàng sậm hoặc màu cam bắt mắt, bề mặt mịn, vị chua hoặc ngọt đậm gắt. 6. Chanh. Giống chanh Việt Nam rất đa dạng nhưng bạn có thể nhận biết một số đặc điểm như sau. Chanh Việt Nam. Với chanh ta Việt Nam, kích thước quả nhỏ cùng với lớp vỏ màu xanh đậm và có nhiều tinh dầu. Quả dắt ít nước, nhiều hạt nhưng có mùi thơm đặc trưng. Chanh Trung Quốc. Với chanh Trung Quốc, kích thước to, lớp vỏ nhìn bóng, trơn láng và có màu hơi ngả vàng. Do bị ngâm quá chất hoặc sử dụng thuốc kích thích trong quá trình trồng trọt nên chanh ít có mùi thơm. 7. Dâu tây. Dâu tây Việt Nam. Với dâu tây Việt Nam, thường được trồng ở Đà Lạt, bạn có thể thấy dâu có kích thước không quá to, nhìn không đồng đều và mặt ngoài không được nhẵn mịn. Phần cuống hơi trắng và có màu xanh nhạt nhưng sậm màu đỏ ở phần thân quả. Quả dâu có thịt giòn, có vị chua thanh hòa lẫn với vị ngọt. Thời gian bảo quản chỉ được 2 ngày. Dâu tây Trung Quốc. Với dâu Trung Quốc, kích thước quả to, đồng đều và màu sắc đỏ đậm trông rất bắt mắt. Bề mặt ngoài quả trông mịn, không có màu trắng đan xen với màu đỏ đậm trên quả. Dâu có độ cứng, ăn bở, không có mùi thơm đặc trưng và không có vị chua thanh. Thời gian bảo quản lâu hơn so với dâu Việt Nam, được từ 7 đến 10 ngày với nhiệt độ 25 đến 32 độ C mà không có dấu hiệu bị thối hoặc héo. 8. Hồng. Hồng Việt Nam. Hồng Việt Nam thường được trồng ở Đà Lạt và những khu vực địa hình cao, có hình dạng quả tròn và dẹt cùng với lớp vỏ màu vàng cam cho đến màu đỏ nhưng nhìn không đều màu, thỉnh thoảng xuất hiện vết thâm trên vỏ quả. Khi bóc vỏ quả, bạn sẽ thấy phần ruột gần với núm quả hơi bị cứng, vị ngọt, thơm và ăn rất dẻo. Hồng Trung Quốc. Hồng Trung Quốc, hình dạng quả to hơn hồng Việt Nam và trông đều, bắt mắt. Lớp vỏ có màu đỏ cam tươi từ nhạt cho đến sậm, không có bất kỳ vết xước nào trên vỏ quả. Vị ngọt nhưng không thơm, hơi khô và không dẻo thơm bằng hồng Việt Nam. 9. Dưa lưới. Dưa lưới Việt Nam, bạn sẽ thấy kích thước quả dưa lưới nhỏ, tròn với cân nặng trung bình khoảng 1 kg. Phần cùi thịt dày, ruột có màu cam, ăn giòn và vị ngọt thanh. Dưa lưới Trung Quốc. Đối với dưa lưới Trung Quốc, kích thước quả to hơn nên trọng lượng dao động đến 3-4 kg, có hình bầu dục thay vì tròn. Phần cùi thịt cũng dày nhưng hơi mềm, ăn có vị ngọt gắt. Thời gian bảo quản dưa ngắn dễ bị nhũn sau khi bổ và để ở ngoài môi trường khoảng vài tiếng. 10. E. Lê Việt Nam. Với lê Việt Nam, hình dạng quả thon dài, cầm lên tay cảm thấy chắc với lớp vỏ màu vàng đậm, sần sùi và nhìn không được bóng bẩy. Thịt quả trắng, đặc và có vị ngọt hơi chua một chút, hương thơm dịu. Lê Trung Quốc. Với lê Trung Quốc, hình dạng quả tròn đều cùng với lớp vỏ bóng bẩy,
căng và nhẵn mịn. Lớp vỏ có màu vàng tươi hoặc hơi xanh. Thịt quả có thể bị thâm đen, xuất hiện lỗ thủng li ti. Vị rất ngọt do ngâm quá chất và có thời gian bảo quản lâu đến 15 đến 20 ngày, nhiệt độ thường hoặc lên đến 3 đến 4 tháng, tủ lạnh. 11. Táo. Giống táo rất đa dạng, mỗi loại giống táo sẽ có những đặc điểm riêng biệt nên khi bạn phân biệt táo Việt Nam và táo Trung Quốc thì có thể dựa vào một số yếu tố phổ biến sau. Táo Việt Nam. Với táo Việt Nam, kích thước quả vừa phải kèm với lớp vỏ có màu sắc không đều màu. Ruột đặc, có vị ngọt chua cho đến ngọt, mùi thơm dịu đặc trưng. Tùy theo giống mà độ giòn của táo sẽ khác nhau. Táo Trung Quốc. Với táo Trung Quốc, kích thước quả to và tròn đều, lớp vỏ có màu hồng phấn cùng với phủ lớp sáp trắng bên ngoài vỏ. Phần thịt bên trong thường hay bị xốp, ở, không có mùi thơm đặc trưng và có vị ngọt đậm, thậm chí xen lẫn với vị chát. 12. Cherry. Cherry không được trồng ở Việt Nam nhưng bạn có thể phân biệt được cherry Trung Quốc với cherry Mỹ như sau. Cherry Mỹ, Canada. Với cherry Mỹ, Canada thì quả có màu đỏ sậm cho đến đen, vị ngọt thanh và thịt rất chắc. Mùa vụ của cherry Mỹ, Canada thường rơi vào tháng 5 đến 8, trong khi cherry Trung Quốc thì bạn có thể thấy hầu như quanh năm vì có sử dụng chất bảo quản. Cherry Trung Quốc. Với cherry Trung Quốc, quả có màu sậm hoặc đỏ tươi, vị hơi lợ miệng, thịt quả thường xốp và không chắc thịt. Thời gian bảo quản để hơn cả tháng vẫn tươi. 13. Mận Hà Nội. Mận Hà Nội, Việt Nam, kích thước quả nhỏ, không đều với màu đỏ sậm bên ngoài. Phần ruột có màu đỏ hoặc màu vàng, có vị chua cho đến vị ngọt. Mận Hà Nội, Trung Quốc, kích thước quả sẽ to hơn so với mận Việt Nam, trông quả đều và bắt mắt. Lớp vỏ có màu tím đen hoặc vàng nhờ. Phần thịt bên trong mềm.